Vâng, xin chào anh chị. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ đặt ra một vấn đề, đấy là chúng ta liệu rằng là có nên sử dụng các cái dịch vụ telesale thuê ngoài hay không? Câu trả lời là có hoặc không, tùy thuộc vào cái nhu cầu của anh chị. Thì tôi xin phép giới thiệu cái dịch vụ telesale thuê ngoài là như thế nào. Thì hiện nay trên thị trường nó có những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ call center, tức là dịch vụ nghe gọi trung tâm, dịch vụ giải đáp khách hàng, thông tin cuộc gọi, hoặc là telesale thuê. Nói chung, cái đơn vị đấy là người ta sẽ sử dụng cái dịch vụ telesale để kinh doanh, người ta cung cấp cái dịch vụ telesale cho các công ty. Tôi lấy thí dụ, chẳng hạn như là các cái hãng viễn thông như Viettel, Vinaphone, Mobifone, thì khi mà họ chăm sóc khách hàng hoặc là họ trả lời các khách hàng bằng các cái việc là dịch vụ vấn đề đăng ký này kia, khách hàng có những vấn đề về tại sao mạng không vào được, tại sao rớt 3G, tại sao nhanh hết thế, hay là em ơi cái này lại tại sao bị khóa sim, vân vân, đúng không? Trong quá trình sử dụng dịch vụ có thể có hàng nghìn câu hỏi. Thế thì như vậy họ sẽ đặt ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là họ sẽ tự thành lập một cái phòng chăm sóc khách hàng, hoặc là họ sẽ đi thuê ngoài, hoặc là người ta sử dụng cả hai, theo cách nào tốt hơn thì chúng ta tùy. Và thông thường thì tôi thấy họ sử dụng cả hai, tức là có cái phòng chăm sóc khách hàng nội bộ và thuê ngoài cũng rất là nhiều, với những cái dịch vụ mà bên ngoài làm tốt hơn hoặc là cái số lượng nó quá lớn, đúng không? Thì trên thị trường tôi thấy là có những cái công ty như là Hoa Sao hay là công ty Kim Cương, có nhiều công ty nữa, nhưng mà tôi giới thiệu với các bạn hai công ty như vậy là họ cung cấp dịch vụ telesale thuê ngoài. Đấy, thế thì nếu như bạn mà cần chăm sóc khách hàng như vậy, bạn cần giải đáp cho khách hàng, bạn cần chăm sóc khách hàng sau bán hoặc là trước bán gì gì đó, tóm lại là cái dịch vụ này là dịch vụ mà nghe chỉ thuê, trả lời thuê, đúng không? Thì các bạn có thể thuê mướn các công ty như vậy. Họ rất là chuyên nghiệp, họ có đội ngũ, họ tự lo nhân sự, họ tự trả lương cho nhân sự, họ tự đào tạo cho nhân sự về sản phẩm dịch vụ, vân vân. Tất nhiên là có sự cung cấp và phối hợp của hai bên. Thế nhưng mà ý là cái bên mà được thuê thì họ sẽ làm hết rất là nhiều, và họ sẽ thu phí của chúng ta hàng tháng bao nhiêu tiền đấy. Với một cái gói này có thể là từ vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu một tháng, ví dụ như vậy, tùy vào cái mức độ công việc và cái khối lượng công việc. Thì khi nào chúng ta nên sử dụng, đúng không? Thì ta nói rằng nếu như cái khối lượng công việc lớn và thuê ngoài rẻ hơn và họ làm tốt hơn thì chúng ta nên thuê. Còn nếu khối lượng công việc ít và tự làm chủ động hơn và tốt hơn thì chúng ta nên tự làm. Thông thường những công ty lớn thì tôi thấy họ hay đi thuê. Đấy, thế còn chúng ta thì tùy. Hoặc là nếu như các bạn chạy quảng cáo bán Facebook hay là bán Google Ads hay là website vân vân mà bạn nhiều đơn quá, bạn cần chăm sóc đơn mà bạn cần chốt đơn, bạn có thể thuê nhân viên về gọi điện telesale chốt đơn như bình thường. Hoặc bạn cũng có thể giao cái đơn đấy cho đơn vị telesale thuê ngoài. Họ sẽ gọi điện theo kịch bản, họ sẽ tối ưu kịch bản, họ sẽ chốt đơn cho khách hàng và họ trả đơn hàng về cho ta. Lúc đấy ta chỉ việc đóng gói. Hiện nay nó có những cái mô hình như vậy, tất cả các dịch vụ đều đi thuê ngoài, ship đi thuê ngoài, chốt cũng đi thuê ngoài, kho cũng đi thuê ngoài, hàng hóa cũng đi thuê ngoài, mình thuê người ta nhập về cho. Thế là chúng ta chỉ sở hữu gì? Chúng ta sở hữu tiền, sở hữu tư duy, sở hữu phương pháp và sở hữu mô hình. Đấy là gọi là khởi nghiệp tinh gọn đấy. Đấy, thì cái hướng mà dịch vụ telesale thuê ngoài tôi nghĩ là cũng là một cái hướng rất là hay để các bạn quan tâm và xem thêm. Thế còn nếu mà chúng ta không có nhu cầu thì chúng ta tuyển nhân sự về, chúng ta đào tạo, hoặc là trực tiếp chúng ta là những người làm kinh doanh, bán hàng, là nhân viên kinh doanh, nhân viên sale, nhân viên bán hàng và tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng gì ấy, thì bắt buộc chúng ta phải tự làm thôi, đúng không? Người ta đã đi thuê chúng ta về làm rồi thì chúng ta còn thuê ai được nữa. Nhưng mà không may rằng, hay là ví dụ là có một anh chị chủ doanh nghiệp nào đấy, hay là cái người làm khởi nghiệp nào đấy mà đang theo dõi cái video bài học của tôi, thì hóa ra nó cũng có cái giải pháp như vậy, và không phải là cứ những tập đoàn lớn hay doanh nghiệp lớn mới cần, mình doanh nghiệp nhỏ mình cũng có thể cần, mình liên hệ với họ, họ thuê mướn làm, có khi họ chuyên nghiệp hơn rất nhiều, là mình tự làm vừa đắt đỏ vừa tốn kém, đúng không? Ok, như vậy là các bạn đã hiểu về cái ý tưởng của tôi rồi, cái gì? Trả lời cho câu hỏi là có nên thuê dịch vụ thuê ngoài hay không, phụ thuộc vào bạn, thuê như thế nào, ký hợp đồng với họ, được chưa? Tập huấn, đào tạo cho họ, và tôi nghĩ rằng đấy là một cái phương pháp tối ưu rất là tốt. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.